nửa miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn ơi, hôm nay cũng là mùa nước nổi rồi. Thì mấy chị em có đem chiếc xuồng tam bản ra nè, rồi bắt cái lò với nồi nước. Thì hôm nay sẽ nấu cái món đó là bún cá lóc. Đây, nguyên liệu thì hôm qua cá lóc mình với lại Ngân đã lột ra rồi, mình để sẵn. Ngoài ra thì còn có một ít rau. Ăn kèm rau gì vậy chị ba ơi? Rau muống, bắp cải, giá. Đây đó, đầy đủ hết. Đặc biệt á là cái phần mà Ngân đang đâm nè, đây là cái phần ngải bún, thì nó không thể nào mà thiếu được trong cái món bún cá lóc này được hết. Thì hôm nay mấy chị em nấu trên xuồng rồi được thưởng thức cái món bún cá lóc này đó, thì cũng nhờ sự giúp đỡ của một vị mạnh thường quân, đó là anh Du Trinh. Thì tụi em xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều nha. Thì bây giờ là mời anh cùng với lại tất cả mọi người cùng nấu cái món bún cá này với mấy chị em tụi mình nha. Ôi đủ quá trời luôn. Mở ra đi chị ba. Tại vì nấu trên đây nên là nó có cảm giác rất là bồng bềnh, mình cứ từ từ thôi. Trời ơi, sôi quá trời luôn. Cái nước này là nó có xả trong đây nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nước của ngải bún nãy giờ ngâm đâm nè, mình sẽ đổ vô nha. Mình bỏ sát hả chị, không bỏ nước hả? Cái nước thì sao? Cái nước một phần. Một hồi bỏ sao mà có nghĩa là mình chừa cái thịt lại đúng không? Thì là mình cho cái xác vô trước. Tại vì cái món này mình với lại Ngân cũng chưa có gành lắm á, nên là cũng nhờ sự giúp đỡ của chị ba. Chị ba lần đầu tiên, chị ba nấu. Vậy đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên. Vậy là hôm nay là mấy chị em là đều là lần đầu tiên làm cái món bún cá này. Hồi xưa có làm một lần, cách đây cũng lâu lắm rồi. Hôm nay là được anh Du Trinh muốn nấu cái món này, nên là mấy chị em nấu thêm một lần nữa. Rồi được thưởng thức nữa. Mà nước nó sôi gì nè, mình bỏ ngải bún vô rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái phần cá lóc hôm qua mình và Ngân đã lột da nè. Mình sẽ cho vô luôn, cho vô để mà mình luộc nó đó. Còn cái xả này thì sao chị ba? Để xả nhiệt cho nó thơm đó. Để vô luôn nha. Mấy cái bà cá này ba mập như heo vậy. Tại vì nó là cá nuôi á, cá đồng á thì nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà nó ít thịt nên là mình không có mua được á. Còn đây là cái phần đầu cá lóc. Ăn bún cá lóc mà thiếu đầu là nó không có ngon. Cho cái đầu vô luôn. Nó phải có đầy đủ thì nó mới đậm hương vị được. Trời ơi, ai mà đi xa mà gặp cái món bún cá lóc này là chảy nước miếng hết luôn á. Hôm nay là lần đầu tiên mà mấy chị em mình nấu thôi à, nên là có gì mà sai thì các bạn góp ý thêm nha. Thường á, em thấy mỗi lần mình nhắc tới nấu chè hay nấu bún gì là em cảm thấy nó rất là khó khăn luôn á chị. Thiệt, em cũng không hiểu sao. Tại vì thông thường á, bún cá lóc này ngày nào tụi em cũng đi ăn hết trơn, mà ngoài tiệm là nấu ngon lắm. Ai mà chưa thử bao giờ luôn. Ai mà đưa em nấu nha. Mình chỉ thử người ta nấu thôi, nhưng mình chưa có thử do chính mình nấu. Đúng rồi. Em là chỉ biết kho, chiên, luộc. Mấy cái món mà bình thường thôi, còn mấy cái món mà kiểu mà khó khăn rườm rà quá là không biết đường nấu đâu. Đúng rồi. Nhưng mà hy vọng là hôm nay sẽ nấu thành công nha. Trời ơi, xoay quá trời kìa. Đúng rồi. Xoay quá trời, xoay luôn. Bọc. Dạ. Được không? Nóng không đi chị đi. Dạ được. Giờ mình vớt cái đầu cá ra nha. Cái đầu cá thường là nó sẽ chín trước á, nên là mình vớt nó ra. Cái này thì mình để lại một chút nữa. Thơm quá. Ui, cái ruột lòng thòng. Trời ơi, cái khúc cá nè, trắng nổi trắng nè. Trắng như ngọc trinh. Con cá thơm không? Dạ thơm. Ngậm. Rồi mình lượt lại để nó phía sau đi này. Ừ, thế nãy giờ mình còn một thứ rất là quan trọng là bún. Quỳnh quên nói. Mấy đứa lấy cho chị về cái củi nữa coi. Sẵn rồi, chín chưa? Coi chín đi. Chắc chưa ra mày, chắc chưa chín nè. Không, tiễn chân nó dẻ được là được. Được. Nếu mà dễ được là được rồi đó. Vớt nó ra. Vậy bây giờ mình vớt lên đi. Vớt cái thịt cá ra luôn. Bây giờ nóng quá. Thank you.
Ừ. Em vớt nhảy hết luôn rồi chị Ba. Ừ, chưa lại cái cùi xả tư. Ôi thịt cá nè, ngon quá. Sợ không ăn? Đủ 8 phút chưa? 2, 4, 6, 7. Còn 1 phút nữa trốn đâu rồi? Nít rồi. Đây, còn cái đuôi. Xong đủ rồi. Ôi, nước nó thơm kinh khủng. Chị làm chị Ba vớt nãy luôn. Cái mùi nó thơm chịu không nổi luôn á. Gấp 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 cái ruột ra không? Uống cái ruột cá nè. Thôi đi em ơi. Trời ơi. Ngon quá, nhưng mà còn cái xương trong đây nữa nè. Tiếp theo thì hai chị em mình đang ngồi vẽ cá đó các bạn. Sẽ vẽ thật là kỹ luôn nha. Vẽ cái phần thịt cá ra đó. Rồi mình đem khử nó. Còn xương, xương nha. Nó còn nóng mà. Bây giờ tắt miếng nó ra trước đi đã. Tắt miếng nó ra cho mình vẽ cái xương nó lại nè. Kỹ càng lặt từng cọng xương. Quá trời luôn á. Ôi. Hết sức ngon rồi. Xương quá xương rồi em ơi. Rút mấy cái xương đến giữa nó ra. Cá lóc á là ít xương rồi đó. Bây giờ mình sẽ phi tỏi cho nó thơm lên nha. Các bạn biết làm cái gì không? Thử cá rồi đó. Mình hỏi thì trả lời luôn. Thơm quá. Tại nhiều cá đó nên mình cần nhiều tỏi một chút. Công đoạn này là nhất nè. Thường á mấy cô bán ngoài chợ ha là cái cá của nó cũng săn lại. Đúng rồi, rất là cứng luôn á. Ngon gì đâu. Không biết sao để mình làm được giống mấy cổ rồi. Rồi cho nghệ vô đi ngăn ơi. Muốn có được cái màu vàng á, cá nó có cái màu vàng á thì không thể nào mình thiếu được cái bột nghệ hết á. Ôi trời, nóng bút cái củi ra bớt chút. Bây giờ mình sẽ cho cá vô nha. Ôi, ui. Nhìn lên, để miếng dầu ăn vô nữa bé em. Rồi rồi rồi, thôi thôi, chị vừa thôi. Ủa cái nào. Cho một ít bột ngọt, một ít đường vô. Các bạn cứ nêm nếm cho vừa cái khẩu vị của mình. Nấu bún thì cái phần này là quan trọng nhất luôn.
sang vậy á. Khoan từ từ xíu, cái này nữa để mình xào. Ê, gắp muối sườn hay gì? Ai gắp đây, gắp đây. Sườn còn sườn. Không, cái cọng ấy nhảy không? Đúng rồi. Ôi nó thơm nè má ơi, ngon quá. Sau một hồi mình với lại Ngân xào đó thì đây các bạn ơi, đây là hành quả nè, các bạn thấy giống chưa, có giống chút xíu nào chưa? Cái này á, có một cái á, người ta thì cá nguyên tảng, còn mình thì cá bơi gơi. Tại vì thường là có rất là nhiều cách làm luôn, thì mấy chị em mình làm cái cách này trước á, còn cá nó có nhiều là cách để làm đúng không? Có người thích làm như vậy, có người thích chiên, còn đủ loại trơn á. Chung là kiểu mỗi người thích ăn sao thì làm vậy. Nhưng mà thấy này ngon quá à. Không biết thì sao chứ nãy giờ là ăn dụng cũng hơi bị nhiều rồi đó. Có thể khô lại như vậy nè nó mới ngon. Nó mới thơm được. Thấy được chưa nha? Được chưa, bà thấy được chưa? Được rồi. Chị ba ơi, nhấc nồi nướng xuống chị ba ơi, cá chín rồi. Dạ. Thơm quá. Cái mùi thơm kinh điển luôn á. Trời ơi, nó bốc khói rồi. Rồi. Ôi ôi. Nè nè, cái gì đây? Ngon quá. Rồi, cái nồi bún của mình nó sôi quá trời luôn nè các bạn ơi. Giờ mình trụng bún thôi. Có lớp gạo ở dưới rồi. Cái này không cần phải trụng lại, tại vì hồi nãy trên có trụng lạnh sơ rồi. Tiếp theo là cái tô bún này chỉnh á. Mình sẽ cho lên một ít bắp chuối. Ôi, nghe cái mùi là chảy nước miếng hết rồi. Ở ngoài chợ chỉ có một chút xíu thôi, một chút cá thôi, còn ở đây Cẩm sẽ cho nhiều cá nha. Bún cá bà Cẩm xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Cho nhiều cá luôn. Được chị ba ơi. Để chị phục xây lại mới được. Rồi. Rồi xong rồi em xong nhiệm vụ rồi em ngồi đây đi. Wow, ngon quá đi. Chị trả đâu vậy chị? Đèn ngang ơi. Em cảm ơn. Nóng quá, nóng quá. Nay nhà mình chỉ có mình ngồi thôi. Ghê. Yeah. Em không phải là bà Cảm. Bún cá bà Cảm. Cái bún nó có ít nước quá không chị ba? Ít nước thì xíu nữa thì nước chưa? Thơm quá mấy bạn ơi, đói bụng quá. Bán cho chị một tô bún 10.000. 10.000 sao rẻ thế? Ngoài chợ bán vậy á. Nhưng mà ít cá, còn cái này là nhiều cá. Nhiều cá nha. Đó. Một xíu sẽ có miếng chanh, chứ có miếng mè, miếng muối ớt nữa. Ai ăn gì thì bỏ thêm vô. Tô này cũng vậy luôn. Cá. Trời ơi, còn quá trời quá luôn. Mình dặn chừa cho mấy chị quá. Nữa. Xong rồi. Rồi miếng heo vô. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Ăn thôi. Mấy chị em mình đã làm xong cái món bún cá rồi các bạn ơi. Thì hôm nay nhà mình chỉ được có tôi với lại Hảo Vi, chị ba Ngân và mình thôi à. Còn chị An và mấy đứa nhỏ thì đi học rồi. Nên là mình có chừa phần để chiều về mấy chị cũng được ăn, cũng được thưởng thức luôn. Thì nhóm Ông Nữ Miền Tây cũng xin chân thành cảm ơn anh Du Trinh rất là nhiều nha. Vì đã cho tụi em một bữa tiệc ăn bún cá chân sườn rất là ngon. Thì em xin chúc anh luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công nha anh. Giờ xin mời anh và các bạn cùng thưởng thức cái món bún cá này nha. Rồi mời mọi người thôi. Mời mọi người ăn bún. Bún cá này là có muối ớt. Đây. Đây là chén mắm me. Nước mắm me. Anh có ăn không?
để xuống đi. Cho mấy đứa ăn không? Hấp dẫn quá. Không ăn thì tôi ăn không? Dạ. Ăn hả? Đây. Có cá là phải có mắm mè nữa chua chua. Rồi. Đây. Ngon quá. Mà không chị bà. Tự nấu tự khen luôn. Y hệt mà chả bán. Ngon hơn mà chả bán. Sữa tôi quên. Nó nhiều dữ vậy trời. Mọi người. Ăn đi. Ăn hết. Chị ba nước me kẹo vô chị ba. Nó có một cái sự sẻ chua nhẹ đó phù. Kẹo nó ngon. Ôi tô đứa nào đứa nấy vậy bà ơi. Trời ơi. Thôi gì ơi, chị xin lỗi cưng chị phải chị không biết chị ăn sao nữa. Xin lỗi mọi người, mình sẽ phá tướng chút. Ăn theo cái tướng này nó ngon. Sao chị ngon không chị? Ngon quá. Cá thơm. Gì cảnh? Không có gì, người ta hay đụng đụng nhau. Ngon ha. Có đậu đũa giòn giòn. Ngon quá. Cái nước nó vừa ăn á, còn bún thì nó nóng hổi luôn. Mấy chị em mình đi bán đi. Ăn thử mình. Về bán được không? Bán lỗ luôn. Ngon. Bán này bao no. Ngon quá. Cá thì nó mặn mặn đó chị. Tuyệt vời. Xôi dắt luôn. Nhưng mà em vẫn muốn cái cá nó cứng hơn chút nữa. Muốn cá nó cứng thì xào lỗ em miếng nữa. Trời đói bị gì á. Ngon quá trời luôn. Cá còn quá nhiều. Cá không hề tanh luôn ha. Ừ. Cá không tanh luôn. Làm kỹ lắm á. Còn cái đầu nữa, ai muốn ăn cái đầu là có cái đầu luôn nè. Sao mới được ngon. Bỏ cái đầu vô trong cái nồi nó nóng. Ừ, rồi ăn giúp ra. Nhưng mà chừng nào mình ăn mình nó bỏ vô. Ừ, đúng rồi. Cặp một miếng rau, cặp một miếng bún, cặp một miếng cá. Con gì vậy? Chuột á, nhà mình chuột bự bự không à. Cái bún cá vào đầu đũa ngon. Ngon, giòn giòn. Quá nhớ là phần đầu đũa. Cái này phải mà đang trong mùa còn mà điện điển á. Ừ. Điện nhiều quá. Có điện điển đỡ nhưng ngon. Thơm lắm luôn á. Phải chế. Ngon mấy gì? Dạ. Ngon. Em thấy cá vừa ăn. Vừa ăn hả? Nhà anh này em bán nhiêu tô ta? 10 ngàn. 10 ngàn. Bao no. Ừ. 10 ngàn thì mình để ít cá lại một chút. Ít bún lại một chút. Ít rau lại một chút. 8 ngàn. 10 ngàn mà. Vừa bán cho bún 8 ngàn cạnh tranh với mấy con ngoài chợ. Bán 8 ngàn tao tưởng dở nên bán rẻ tao không à. Xong luôn. Thông thường là mình ăn xong rồi mới tính tiền mà đúng không? Rẻ nhiều chút. Không, bán tao phải hỏi làm nhiêu tô tao mới ăn. Nếu mà người ta không biết đó. Ngon quá à. Hút gộp 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 gộp. Nước xanh. Ngon. Ngon. Trời ơi, quá trời hấp dẫn luôn. À, các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em nấu cái món bún cá nè, ăn trên xuồng rất là ngon và đặc biệt luôn. Tuy lần đầu nấu nhưng mà cảm thấy là rất là thành công, mãn nguyện rồi đó. Thì xin chân thành cảm ơn Xui Chim một lần nữa nha. Giờ xin chào tạm biệt anh, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin chào.